Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cảnh sát biển Việt Nam vừa thông tin về chuyến phối hợp tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên vùng biển giáp danh Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU và thực hiện chiến dịch cao điểm quyết liệt chống khai thác IUU đến tháng 4 năm 2024. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đại diện 5 tỉnh Tây Nam Bộ và đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư đã có chuyến công tác kiểm tra IUU khu vực biển giáp danh Việt Nam, Malaysia, Thái Lan. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực trong điều kiện sóng gió phức tạp với hành trình hơn 600 hải lý, lực lượng Cảnh sát biển đã tiến hành kiểm tra qua máy liên lạc nghề cá với 4 tàu, kiểm tra trực tiếp 7 tàu cá về chấp hành các quy định IUU. Kết quả bước đầu cho thấy đa số các tàu cá đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, có đầy đủ giấy tờ hành nghề, đặc biệt không có tàu cá nào sang vùng biển nước ngoài khai thác. Thống kê trong năm 2023, cả nước có 52 tàu cá bị lực lượng chức năng nước ngoài truy đuổi, bắt giữ, giảm một nửa so với năm trước đó. Nghiên cứu chỉ số kinh tế Net Zero năm 2023 do công ty kiểm toán PwC vừa công bố cho thấy, không có nền kinh tế nào ở châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2022 có tốc độ giảm phát thải carbon tiệm cận tới mức cần thiết. Tuy nhiên, có 5 nền kinh tế bao gồm New Zealand, Pakistan, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam vượt qua ngưỡng giảm phát thải carbon được đề ra trong mục tiêu đóng góp quốc gia tự quyết định. PwC cũng khuyến nghị bằng việc thực hiện các mục tiêu về khí hậu, Việt Nam có thể nhận được nhiều lợi ích tài chính từ việc thu hút đầu tư bền vững, tạo thêm việc làm và trở thành quốc gia tiên phong về công nghệ sạch, hướng tới một tương lai bền vững và phát thải carbon thấp. Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay có gần 100 nhà đầu tư quan tâm đề án dự án cải tạo chung cư cũ. Theo kế hoạch triển khai cải tạo chung cư cũ của Hà Nội, đợt đầu tiên sẽ có 10 khu chung cư triển khai, trong đó có 4 khu cấp độ D. Sở Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định đối với 1.022 tòa chung cư cũ trên địa bàn, trong đó Sở Xây dựng trực tiếp kiểm định 126 tòa. Các quận huyện đã nộp hồ sơ kiểm định lên Sở là 47 tòa nhà. Thưa quý vị, đối với hàng trăm điểm mới được sửa đổi theo hướng cân bằng lợi ích ba bên, nhà nước, người sử dụng đất và người muốn tiếp cận đất đai. Luật đất đai sửa đổi được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, được đánh giá sẽ giúp quá trình phục hồi của thị trường bất động sản có cơ hội được rút ngắn. Thị trường sẽ sớm bước sang giai đoạn bình thường mới. Khung giá đất xác định theo nguyên tắc thị trường, mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả hàng năm. Tại luật đất đai sửa đổi, nhiều nội dung đã được điều chỉnh để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, chủ đầu tư với người dân và tối đa hóa lợi ích cho nhà nước. Luật đất đai lần này, những người mà có cuộc sống trực tiếp mưu sinh từ đất cũng sẽ được phép nhận quyền sử dụng đất. Ở các cái đối tượng mà không trực tiếp sản xuất kinh doanh cũng có thể được nhận chuyển quyền sử dụng đất để hoạt động đầu tư kinh doanh và vấn đề sở hữu cái tài sản gắn liền với đất. Nó cũng sẽ ngày càng được minh bạch hóa, cụ thể hóa. Bên cạnh đó, luật đất đai sửa đổi cũng đã tạo cơ chế phát triển quỹ đất và tạo điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các quỹ đất sạch. Bởi đối với rất nhiều chủ đầu tư, việc giải phóng mặt bằng được coi là điểm nghẽn lớn trong suốt nhiều năm qua khi hàng trăm dự án vì chưa đồng thuận đền bù, chậm giải phóng mặt bằng gây thiệt hại về hiệu quả kinh tế. Chúng tôi đánh giá rất cao cái quy định tại Điều 125 về đấu giá quyền sử dụng đất đối với những cái khu đất đã giải phóng mặt bằng. Đồng thời chúng tôi cũng rất đánh giá cao cái quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư tại Điều 126 của Luật Đất đai 2024 này. Bởi vì điều đó là nó kiến tạo cái môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh. Hiện việc tiếp cận đất đai sẽ được điều chỉnh theo hướng công khai, minh bạch, cơ hội là công bằng và bình đẳng cho tất cả các đối tượng. Những cái nguồn lực đất đai dành cho những chính sách xã hội như nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở người lao động thấp thì đây là những cái định chế và cũng đã có rất nhiều cái thay đổi trong luật đất đai nhằm tạo thuận lợi hơn, công bằng hơn trong tiếp cận thị trường hơn với các cái doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, luật đất đai sửa đổi được thông qua kỳ vọng sẽ giúp thị trường tốt dần lên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính phủ và các bộ ngành liên quan cần quan tâm triển khai kịp thời việc ban hành các nghị định, văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật, tránh tình trạng để luật phải chờ nghị định. Có như vậy, nguồn lực đất đai mới được sử dụng hiệu quả và tạo ra những nguồn lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, qua 5 ngày xét xử và nghị án, chiều nay, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Chư Quyên vào đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng xét xử đã tuyên 53 bị cáo phạm tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, 45 bị cáo phạm tội khủng bố. Theo đó, áp dụng khoản 1 điều 113, điểm S khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự, hai đối tượng cốt cán cầm đầu vụ việc là Isonie và H Vĩnh Eban bị tuyên phạt tù chung thân. 8 bị cáo khác cũng chung mức án tù chung thân là Itho Adun, Ichang Nie, Izu Nie, Itim Nie, Ichun Nie, Nay Yen, Inert Siu, Ijob Mlo. 21 bị cáo có mức án từ 12 đến 20 năm tù, 67 bị cáo có mức án từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù. Đối với 6 bị cáo xử vắng mặt đang trốn truy nã ở nước ngoài, gồm Imut Mlo, Iquing Bđáp, Ibut Eban, Inien Eza, Iqiu Nie, Ichang Buôn Giá, áp dụng điểm A, B, khoản 2, điều 299 Bộ luật hình sự, mức án từ 9 đến 11 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Lê Văn Nghĩa bị tuyên mức án 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Y Trinh Buôn Giá 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại, đại diện hợp pháp của các bị hại chi phí cứu chữa, mai táng và thiệt hại về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp cùng đại diện của Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu. Bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.